Hello everybody, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay trong series 8 tiết game hôm nay. Hãy bắt đầu luôn tiết game đầu tiên này. As well, to say good over cho các bạn này. Kiếm những trang giấy tiếp theo trong những căn phòng tiếp theo nữa. Thank you.
thứ tư đúng không ạ? Chúng ta có 1:05 phía ngoài hành lang ngoài đấy các bạn. Đi vào bên trong đây các bạn. Okay, và cho thời điểm năm mở giới cuối cùng các bạn có thể chờ tác ở đây nhé. Bố có số trên tờ giấy này bạn, 1 3 4 2 1 3 4 2
Rinowski. Can't go any further, it being short. I'm quite sure if we get about. To the garden. That's it. No, I can't go right here. Pilih nama. Bây giờ lúc sau cần sử dụng đến 4 con số mà cho cần cho ghi nhớ lúc bắt đầu bạn 1 3 4 2 và xem password để cho có thể sử dụng nó trong khu vực nhà thờ bạn nhé. Ok, now go to the church. Bring the bell and open the chest right now.
mà chắc kính này phải sửa ống kính ống nhòm trên lầu 2 đâu ạ. Hệ thống quan sát chúng ta để có thể lấy được chiếc chìa khóa thì em đi đằng. Không chờ đợi nào bạn. Quay trở về The Lab. Wait until ice cream man comes. Yeah. Chờ lúc em đang sẽ ra rồi. Chắc chắn chiếc chìa khóa tôi bảo ta ngay khi bảo ta đi qua đường mới này các bạn nhé. Ok. Chiếc khóa mà cho phải thực ra đấy rồi tôi về đây được ạ. Ở trên domain đó thì hãy sử dụng nó đi chúng ta tôi thắp ở đây này. Open the padlock. Okay, you try to touch the cold. What's your name, man? Gummy, come in. It's cold. Cô bạn có thể qua tự vệ tiếp theo nữa trong việc này không? Cô gì? Nào bắt đầu nào bạn. Open the door. Thank you.
Be careful. Thoát ra ạ. Ok, cùng vận chuyển qua tiếp theo này. Scary Trail. Chúng ta khi cái cháu nó rơi vào phòng bạn nhé. Thank you.
Dễ đầu tiên gần đây đó. Yeah, the sacrifice. Ôi, không chạy được bạn, mình sẽ đi quá không. Okay, mình sẽ cùng hỏi chuyện khó tính tiếp theo. Scary Barbie mode. Yes, please. Không có cái cửa xong kia phải phía bên kia nó gọi. Có thịt chân như thật đó. Ghê. Không có một món đồ gì trong căn nhà này cả. Ok, và tự nhiên ra bị lỗi các bạn nhé. Dành thời gian để chia sẻ tình hình tiếp theo. Asha Crazy Vanicraft. Cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thank you.